À, xin chào tất cả quý vị và các bạn à, mà quan tâm tới cái bảo hiểm sức khỏe ha đặc biệt là chương trình Obamacare thì hôm nay đã qua cái mùa Obamacare rồi tuy nhiên là có nhiều người là vẫn hỏi cơ thể là mình có vào cái chương trình Obamacare được không tại vì nhiều người là nghe những cái người khác đã vào được với những cái giá cả và cái cover rất là tốt thì họ mới nhận ra rằng cái với cái thu nhập mà vừa phải thấp Thì cái Obamacare nó hép cho rất là nhiều người Thành ra những người đã hỏi là làm thế nào để mà vào được Thì um, bình thường cái mùa Obamacare thì nó enroll từ ngày 1 tháng 11 cho đến ngày 15 tháng 12 Rồi ngoài cái giai đoạn đó ra đó Thì bình thường thì không được Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái tiêu chuẩn đặc biệt thì gọi là special enrollment peers. ha. Thì nếu mà ai mà nằm trong những cái điều khoản sau thì quý vị vẫn có thể enroll vào chương trình Obamacare nhé. ha Thì thí dụ như ở đây, á, đây là cái list mà cháu vị thấy là thứ nhất á, là cái qualify for cái special này, là thứ nhất á, là lost cái minimum essential coverage tức là mắc cái bảo hiểm cái tiêu chuẩn cơ bản của bảo hiểm thì một trong những cái đó thí dụ như là do cái lý do mà ngoài cái sự control của mình hoặc là thí dụ như cái bi một B. Ấy, tức là có ai trong cái plan của mình là turn in 26 thì hoặc là divorce gì đó thì thì được tách ra rồi cái kế tiếp là cái người policy holder đó tức là thí dụ như trong gia đình có những người mà có một người policy holder bị mất thì thì vẫn được gọi là special rồi hoặc là lost job, uh, lost hour tức là không có trả tiền không không có job nữa thành ra mất cái bảo hiểm ở trong hãng hoặc là cái copra copra có nghĩa là cái người nào đó làm ở trong hãng rồi sau khi mất uh, nghỉ thì vẫn vẫn require cái công ty là cho phép cái người đó vẫn mua những cái bảo hiểm đó những mua bảo hiểm giống như trong hãng nhưng mà trả full price tức là công ty không trả nữa thôi nhưng mà người đó vẫn trả thì người ta vẫn có cái bảo hiểm rồi cái đó nó hết hạn nữa rồi cobra mà nó hết hạn nữa thì oh sorry cái màn hình nó nó hết hạn nữa thì nó sẽ nó sẽ end thì mình cũng đủ tiêu chuẩn special ha huh? hoặc là I move away from my HMO plan service area nghĩa là thí dụ như quý vị và các bạn đang có cái bảo hiểm ở cái thành phố đó nhưng mà khi mình đi qua cái thành phố khác á Thì mình mình cần cái bảo hiểm ở nơi thành phố khác Tại vì cái, cái, cái bảo hiểm SMO ở thành phố đó mình chỉ xài được thành phố đó thôi Mình đi qua thành phố khác, tiểu bang khác thì sẽ xài không được Thành ra mình vẫn được quyền gọi là special để enroll ở cái chỗ bang khác, thành phố khác ha. Rồi hoặc là có claim cái bảo hiểm nó bị go over cái lifetime limit luôn Tức là không không còn benefit nữa để mà claim Thành ra vẫn được quyền cho mua vô Rồi hoặc là Um, bị mất cái, cái tình trạng mà cái bảo hiểm của cái cái tình huống của mình bị mất cái cái loss không còn cái coverage nữa rồi hoặc là mình mua mua out cái vùng mà do do cái 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 group insurance nó không còn nữa đó đó là một trong những cái mà gọi là mất cái 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 minimum uh, coverage ở thì thì được những cái dạng đó rồi cái hai á là về ví dụ got merit chẳng hạn cũng được cái thứ ba là có con cái. Cái thứ tư á, là khi mà trong cái mùa nhưng mà bị misstep thì bây giờ vẫn cho có cơ hội làm vô lại. Cái thứ năm á, là có người trong cái plan mà không không còn qualify cho cái phần credit nữa đó, thì vẫn có thể thuộc dạng special hoặc là mua mua chỗ khác thì cũng được xem như là special và cái thứ bảy là cái đường hợp này cũng ít xảy ra nhưng mà cũng có đó là cái, cái current plan nhiều khi nó end trước cái ngày 31 tháng 12 à, Thì cũng gọi là special Hoặc là một số cái tiêu chuẩn khác Giống như mới vừa có tình trạng di trú rồi đó Là khá vậy Hoặc là bị từ chối một số cái Hoặc là trong tàu mới ra có bảo hiểm Thì vẫn được gọi là special đó, Những cái đó thì quý vị và các bạn cần là vẫn có thể nằm trong cái tiêu chuẩn Để mà vào được chương trình Obamacare à, Ngoài cái mùa ha Thì gọi là special enrollment có gì thắc mắc nữa thì quý vị có thể liên lạc uh, hoặc là comment trên cái uh, cái youtube này để giúp cho chị có điều kiện làm những cái youtube hữu uh, ích nữa cho mọi người nhé vâng vui lòng subscribe nếu có thể xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn